Dạ con bạch thầy, thầy cho con hỏi Đức Phật hay thọ ký cho các vị đại đệ tử đã chứng đắc A-la-hán, kể cả Di Mẫu của ngài hoặc là La-hầu-la, vậy thọ ký có ý nghĩa gì, tại sao, và Đức Phật chỉ thọ ký cho những ai đã chứng đắc A-la-hán hay là những người bình thường như là đệ tử tại gia? Con xin cảm ơn. Thọ ký có nghĩa đen là ghi nhận về tương lai, gắn kết về nội dung chứng đắc đạo quả. Người được thọ ký đó bao gồm người xuất gia và người tại gia, người thiện và kẻ ác. Giá trị của văn học thọ ký đó là nằm ở chỗ khai thác tính tiềm năng của một người nào đó mà đang lúc thọ ký họ là người phàm, và mục đích là làm cho họ rút được, nhổ lên được cái mặc cảm tự ti để họ sống tốt hơn, trải nghiệm an vui hạnh phúc như các vị Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng hoặc là chân sư. Chứ không nên tự đánh giá thấp về chính mình một cách quá tệ. Ngành tương lai học, futurism, là một ngành học dự tính về những chuyện sẽ xảy ra. Các nhà môi trường học đó cho chúng ta những dự đoán rằng là nếu ngành công nghiệp phun khói với high tech, tức là kỹ thuật cao, không ngừng, thì đến lúc nào đó đó cái sự phun khói của nó sẽ tạo ra hiệu ứng nhà kính, dẫn đến một hậu quả đó, đó là các tảng băng lớn ở hai cực, đó là Bắc Cực và Nam Cực đó, sẽ tan chảy ra. Thì toàn bộ 3/4 của quả địa cầu này đó chìm ở trong biển nước. Việt Nam nằm trong số đó. Và hiệp ước về khí hậu của Liên Hợp Quốc khởi xướng đó đã khó đạt được sự đồng thuận từ các siêu cường quốc về kinh tế, như là khai thác titan, khai thác mỏ sắt, khai thác và sản xuất giấy, đều tạo ra những hậu quả xấu về môi trường, là khai thác về bauxit ở Tây Nguyên của Việt Nam cũng đều dẫn đến cái sự tàn phá môi trường nghiêm trọng. Thì cảnh báo có khi đó là một cái dự báo quá cường điệu, cũng có khi là một phản ánh rất là thật. Thì cái sự việc dự báo đó đúng sự thật hay là cường điệu là lệ thuộc vào kiến thức chuẩn hay chưa chuẩn của những người đặt ra những giả định đó. Nhưng mà ít ra nó có những cảnh báo để con người sống có ý thức về sự tiêu thụ của chính mình, và từ đó dẫn đến thái độ ứng xử hài lòng. Tức là đừng có thái quá trong các chủ nghĩa tiêu thụ, để chúng ta tạo cơ hội cho môi trường nó tự tái tạo lại nguồn tài nguyên thiên nhiên do con người sử dụng một cách quá tàn nhẫn, mà mục đích là dành cho các thế hệ tương lai có cơ hội tiếp tục sử dụng nó. Thì đối với các bậc giác ngộ như Đức Phật á, thì chứng đắc 3 tuệ giác lớn, trong đó có thiên nhãn minh, là tuệ giác về tương lai, về sự tái sinh của con người và các loài động vật. Cho nên thọ ký là một ứng dụng của thiên nhãn minh, hay còn gọi là thiên nhãn thông, thì thường rất là chính xác rằng là đến một thời điểm đó, tại một không gian đó đó, bằng sự tu tập có phương pháp đó, con người phàm của bây giờ này nè
mặc dù đang chìm ở trong nỗi khổ niềm đau, nó sẽ trở thành Phật, Bồ Tát hay là A-la-hán. Và nếu như người được thọ ký, tức là ghi nhận thành thánh, tận dụng cái cơ hội đó để nỗ lực tốt hơn, thì cái thời gian thay vì nó phải là 10 kiếp, 20 kiếp, 30 kiếp, có thể rút ngắn lại còn một kiếp, hay là nửa kiếp, hay là vài chục năm. Như vậy đó, cái tính thời gian thông qua sự dự đoán thọ ký đó có thể hoặc dài hơn hoặc ngắn hơn. Một số người có bệnh ỷ lại đó, nghe nói rằng là 3 kiếp nữa mình sẽ thành Phật, bây giờ cứ chơi thoải mái. Thì lúc đó là gì? Bị tụt xuống, tụt hạng, giả mạng và phàm phu hóa chính mình. Cho nên đừng có nghĩ là các dự đoán về thọ ký đó sẽ chuẩn 100% về tính thời gian. Và về tiềm năng á, thì ai cũng có thể thọ ký cho người khác được. Ví dụ bây giờ thầy thọ ký cho quý vị vài chục kiếp nữa sẽ thành Phật. Vài chục kiếp biết bao nhiêu kiếp? Có khi nó là 99 kiếp, có khi nó là 2 kiếp. Ê, xin lỗi, 20 kiếp. Thầy cũng có thể nói vậy được vậy. Cũng đâu có trật gì đâu. Vài chục kiếp nữa quý vị sẽ giác ngộ thành Phật. Hỏi chứ ai nghe mà không khoái. Nhưng mà tận dụng cái cơ hội đó để phấn đấu. Và giá trị của văn học thọ ký là như thế.